Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 tháng 12 năm 2022 đến hết tháng 3 năm 2023. Ngành thuế tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh quá trình triển khai đảm bảo đúng lộ trình. Trong đó, ngành đã chủ động rà soát người nộp thuế thuộc đối tượng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền giai đoạn 1 và hướng dẫn đăng ký với cơ quan thuế, phối hợp với các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn uy tín, tổ chức các chương trình tập huấn hỗ trợ người nộp thuế. Đến nay, trên 80% doanh nghiệp hộ kinh doanh thuộc nhóm đối tượng chuyển đổi trong giai đoạn 1 đã được triển khai và sẽ hoàn thành 100% vào cuối tháng 3 theo đúng lộ trình của Tổng cục Thuế đề ra. Quá trình triển khai thì đối với công an thuế cũng tập trung về tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người nộp thuế hiểu được các lợi ích về sử dụng hóa đơn từ máy tính tiền. Hiện nay thì đa phần người nộp thuế cũng thấy được cái lợi ích đó và cũng có đăng ký sử dụng chuyển hình thức tới cơ quan thuế. Thuận lợi cho cơ quan thuế khi triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là các đối tượng được triển khai đều đang thực hiện hóa đơn điện tử nên đã có kiến thức và sự chuẩn bị về hạ tầng công nghệ. Nó tiết kiệm được rất nhiều, mình sẽ không phải qua hai khâu vừa tính tiền với vừa nhập vô máy rồi lưu dự trữ thông tin thì nó nhanh gọn. Những cái như là doanh số đồ thì bên thế cũng nắm rõ được, kết hợp với bên doanh nghiệp thì hai bên sau này sẽ trong cái khâu kiểm tra nó sẽ dễ hơn. Đối với hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền này á thì nó đã khắc phục được một số những cái hạn chế của hóa đơn điện tử thông thường. Ví dụ như là người nộp thuế có thể là chủ động 24/7 trong cái việc xuất hóa đơn, kể cả là ban đêm. Trước đây thì hóa đơn điện tử thì nó còn có một cái độ trễ nhất định trong giữa cái thời điểm thanh toán và cái thời điểm xuất hóa đơn. Nhưng mà đối với cái hóa đơn lần này thì khi mà thanh toán thì cũng xuất được hóa đơn ngay cho khách hàng. Chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền không đảm tăng chi phí cho doanh nghiệp mà còn giúp doanh nghiệp giảm chi phí và nhân lực so với các loại hóa đơn điện tử khác do cuối ngày mới cần gửi dữ liệu một lần đến cơ quan thuế. Nhờ vậy, người nộp thuế cũng chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót nếu có. Đây cũng là giải pháp góp phần bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng khi có yêu cầu lấy hóa đơn, xử lý các tranh chấp trong quá trình giao dịch.